Toshiko tri ân người phụ nữ Việt với sản phẩm mới Toshiko T81, giá ưu đãi chưa từng có ở Toshiko. Nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam, Toshiko giảm lớn tới 50%, giá chỉ còn 9.900.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc. Toshiko sở hữu chức năng điều khiển bằng giọng nói, chỉ cần câu lệnh đơn giản, dễ dàng lựa chọn các chế độ, chức năng. Bên cạnh nhiệt hồng ngoại tại lưng, Toshiko T81 cải tiến mới nhiệt hồng ngoại tại bắp chân, giúp nâng cao hiệu quả massage. Toshiko T81 là dòng ghế duy nhất dưới 10 triệu trên thị trường, dùng chất liệu nhựa đúc nguyên khối, được Toshiko bảo hành 2 năm máy, 1 năm về da, tích hợp đầy đủ các bài massage hiện đại, màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng. Thương hiệu mà Quỳ Linh tin dùng trong nhiều năm qua, ghế massage của Toshiko được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản với công nghệ hiện đại mà cực kỳ dễ sử dụng nha quý vị. Duy nhất dịp này, Toshiko T81 giá chỉ còn 9.900.000 đồng, miễn phí cho hàng toàn quốc. Đăng ký ngay.